của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời các vị sẽ cùng trở về phía bàn vinh dự. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần giới thiệu của các nhà cung ứng. Xin mời các nhà cung ứng lên sân khấu giới thiệu về doanh nghiệp của mình. Và trước tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long. Kính chào tất cả các quý vị là đại diện cho các khách hàng, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà cung ứng. Và toàn thể quý vị, trước tiên cho phép tôi thay mặt tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long xin gửi lời biết ơn, lời cảm ơn chân thành nhất đến công ty STP Co, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển khu công nghiệp Thành phố cao công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho Bảo Long chúng tôi được tham dự với tư cách là nhà thầu, nhà cung ứng thông qua cái service hub của khu công nghệ cao, và đặc biệt là được tham dự trong cái buổi ngày hội của các nhà thầu ngày hôm nay. Với việc tham dự vào service hub của khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cam kết sẽ luôn luôn là những người bạn đồng hành, đồng chia sẻ cùng các khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở trong khu công nghệ cao, và cung sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý và với những dịch vụ hơn cả mong đợi. Cuối cùng xin kính chúc tất cả các quý vị đại biểu, tất cả khách hàng luôn luôn có sức khỏe thật tốt, và đặc biệt là chúng ta sẽ có một ngày hội nhà thầu hôm nay thật thành công, thật vui. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, và xin được chân thành cảm ơn phần giới thiệu của tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời công ty cổ phần tư vấn Realtylin sẽ có một bài thuyết trình và một bài phát biểu. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Good morning to the management board of Saigon High Tech Park, partners, ladies and gentlemen. My name is Anthony Yee. I'm the chairman of Realtylin Consultancy. We are 100% Singapore-based company providing property and facility management services for office buildings, factories, warehouse, or whatever buildings that we have. Tôi xin hết cái phần mà Giuseppe về cái công ty Realtylin. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe. Dạ vâng, và xin được chân thành cảm ơn phần giới thiệu của công ty cổ phần tư vấn Realtylin. Và kính thưa quý vị, đến tham gia chương trình ngày hội nhà thầu với chúng ta hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị còn có sự hiện diện của bà Lê Tích Loan, Phó trưởng ban ban quản lý khu công nghệ cao. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để cùng chào mừng. Và kính thưa quý vị, trở lại với chương trình giới thiệu của các nhà cung ứng, sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời công ty Sơn Hoa Việt. Kính thưa các vị đại biểu, xin chào tất cả các anh chị em. Xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện và tin tưởng cho tôi tham gia chuỗi cung ứng Sơn trong khu công nghệ cao này. Nhiệm vụ đặt ra của công ty Sơn Hoa Việt
và đáp ứng trong những cái chuỗi dịch vụ công nghệ cao chuyên ngành về sơn. Đầu tiên, công ty Sơn Qua Việt, nhiệm vụ đầu tiên là làm đẹp lại khu công nghiệp. Chị đại biểu đã lắng nghe. Dạ vâng, và xin được chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Phan, công ty Sơn Hoa Việt với phần thuyết trình vừa rồi. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời Vietcombank sẽ có một bài thuyết trình và một bài phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bà Tô Thị Hồng Loan, giám đốc chi nhánh. Kính thưa quý vị đại biểu, nhân sự kiện Ngày hội Nhà thầu năm 2018 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Phát triển Khu Công nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tiên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thủ Đức xin gửi đến quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa các vị đại biểu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam với bề dày truyền thống thành lập hơn 55 năm, mạng lưới được trải rộng với 108 chi nhánh trên cả nước và hơn 2.105 đại lý trên 176 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, Vietcombank cũng đã có 4 văn phòng đại diện công ty con và chi nhánh ngân hàng tại các nước Hồng Kông, Mỹ, Singapore và Lào. Nằm trong cái ngôi nhà chung của Vietcombank thì chi nhánh Thủ Đức với kinh nghiệm hoạt động trên 12 năm, chúng tôi được vinh dự là một cái ngân hàng Việt Nam đầu tiên được tham gia để cung ứng các cái dịch vụ sản phẩm ngân hàng trong cái khu công nghệ cao mà hiện nay chúng ta đang đứng tại đây. Vietcombank sẽ có cơ hội được đồng hành cùng quý doanh nghiệp trên con đường phát triển sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn. Để tiếp nối chương trình, sau đây xin mời toàn thể quý vị cùng đến với phần thuyết trình của công ty cổ phần Healthcare City và xin được trân trọng kính mời thạc sĩ, bác sĩ Triệu Kiến Hầu cùng tiến lên sân khấu. Trước tiên, tôi xin thay mặt công ty Healthcare City xin gửi lời cảm ơn tới công ty và tạo điều kiện cho chúng tôi là đối tác phục vụ sức khỏe cho cái khu công nghệ cao. Dạ vâng, và xin được chân thành cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Triệu Kiến Hầu đã đại diện cho công ty cổ phần Healthcare City với bài thuyết trình của mình. Và kính thưa quý vị, Viện Social Life có nhiều năm kinh nghiệm về nghiên cứu nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Vũ Văn Tiệp, đại diện Viện Social Life sẽ cùng tiến lên sân khấu với bài giới thiệu của mình. Tôi xin đại diện cho Viện Cứu Đứng Xã hội Social Life
giới thiệu đến quý vị về các dịch vụ và các hoạt động mà Viện Nghiên cứu Đường Xã hội đã triển khai. Viện Nghiên cứu Đường Xã hội là một tổ chức khoa học công nghệ với mạng lưới các chuyên gia hoạt động nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Các bạn nghiên cứu mà Viện Nghiên cứu Đường Xã hội chúng tôi đang thực hiện và chúng tôi bắt đầu thực hiện tại khu công nghệ cao. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Dạ vâng, và xin được chân thành cảm ơn ông Vũ Văn Tiệp đã đại diện cho Viện Socialize với bài phát biểu vừa rồi. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của công ty GDV, Mr. Lee Trung Quốc sẽ cùng tiến hành sân khấu với bài thuyết trình của mình. Xin được trân trọng kính mời. Xin chào mọi người, tôi là Lê Trung Quốc đến từ công ty Brand Person Việt Nam. Sau đây tôi xin giới thiệu về các sản phẩm và hệ thống trên CCTV và smartphone của trong chuỗi Smart City. The illegal parking business area of Entos Intelligence Communication, which is a solution that has repeatedly been verified by scores of local governments through many. GPV와 Entos 정보중심이 SCP 공간에 제한하는 지능형 영상 정보 기반의 CCTV 시스템 및 LED 자동 시스템은 대한민국 내에서 많은 만지방가치 정보와 공공시설물의 설치 및 운영 경험을 보유한 검증된 시스템입니다. Hệ thống CCTV thông minh dựa trên thông tin hình ảnh và hệ thống đèn LED LED của công ty Entos và Jamerson Vida được đề xuất cho khu công nghệ cao là hệ thống đáng tin cậy, được nhận sự chứng nhận và đã được cài đặt vận hành cho nhiều cơ quan chính phủ và công trình công cộng tại Hàn Quốc. Hệ thống CCTV và đèn đường LED đảm bảo hiệu suất và chất lượng ưu việt trong từng chức năng của hệ thống, nhưng cũng có những ưu điểm vượt trội hơn nhiều khi là một hệ thống tích hợp. 첫 번째로 관리적 측면입니다. Đầu tiên tôi xin nói về mặt quản lý. CCTV 영상 관리 시스템과 LED 시스템 모두 중앙 관리가 가능한 차세대 시스템입니다. Hệ thống quản lý video CCTV và hệ thống đèn LED là hệ thống thế hệ mới có thể được quản lý tập trung từ trung tâm. 두 번째, 설치 측면입니다. Tiếp theo tôi xin nói về mặt cài đặt. 체계적인 설치 방법을 통하여 빠른 시간 내에 시스템 개통이 가능합니다. Phương pháp cài đặt cho hệ thống được giúp hệ thống được cài đặt một cách nhanh chóng tiện lợi. 또한 향후 스마트 시티 등과의 시스템 연계가 가능하도록 개방형 시스템으로 구축을 하였습니다. 당사는 미국에서 열악한 설치 조건인 국방 CCTV 설치 강화를 통하여 축적된 노하우를 보유하고 있는 기업입니다. Chúng tôi là một doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm được tích lũy thông qua các dự án lắp đặt CCTV quốc phòng trong những điều kiện khắc nghiệt tại Hàn Quốc. 마지막으로 관리 및 기술 이전 능력입니다. Cuối cùng tôi xin nói về năng lực chuyển giao công nghệ và quản lý hệ thống. 당사는 인도네시아 및 페루 등에서 수년간 경찰 및 방공 공공기관과 대형 사업을 진행하면서 축적된 사업 관리 능력과 기술 이전 능력을 보유한 업체입니다. Chúng tôi là một công ty có nhiều kinh nghiệm và năng lực chuyển giao kỹ thuật cũng như quản lý được tích lũy trong các dự án lớn tại các cơ quan nhà nước và cảnh sát ở nhiều năm ở Indonesia và Peru. 이러한 노하우를 바탕으로 성공적인 사업 추진을 약속합니다. Và tôi xin hứa với những kinh nghiệm được tích lũy trên, chúng tôi sẽ đảm bảo xúc tiến những dự án trong khu công nghệ cao một cách thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.
Và kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các nhà cung ứng với bài giới thiệu về doanh nghiệp của mình. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các nhà cung ứng sẽ cùng lên sân khấu để ban tổ chức tặng hoa tri ân.